Vụ 4 biển số xe đẹp ở Đồng Tháp, bước đầu xác định đúng quy trình. Liên quan thông tin lan truyền trên mạng xã hội về 4 biển số xe đẹp được bấm ra cùng một ngày ở huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Kết quả kiểm tra máy móc, thiết bị ban đầu cho thấy đều đúng quy trình. Trưa ngày 2 tháng 4, Thượng tá Trần Trung Quốc, trưởng phòng tham mưu công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, qua kiểm tra máy móc, thiết bị ban đầu đều làm đúng quy trình. Khi có kết quả cuối cùng, công an Đồng Tháp sẽ có thông tin chính thức. Trước đó thông tin lan truyền trên mạng xã hội Facebook, 4 biển xe được bấm cùng ngày là 66F1-99996, 66F1-99979, 66F1-99998, 66F1-99999. Thông tin này sau đó thu hút nhiều người xem, bình luận và chia sẻ, gây xôn xao trên mạng xã hội. Sau đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo thành lập đoàn công tác đến Công an huyện Cao Lãnh để làm việc xác minh thông tin liên quan. Các loại bảng hiệu quảng cáo ngoài trời đang là xu thế của các doanh nghiệp. Những tấm biển này đủ các kích cỡ lớn nhỏ, màu sắc và có thể xuất hiện ở bất cứ chỗ nào. Sự vô tư, thiếu ý thức của một bộ phận người kinh doanh đang khiến những bảng biển hiệu quảng cáo này tiềm ẩn hiểm họa mất an toàn đối với người đi đường. Ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Dọc theo tuyến quốc lộ 51 đi qua địa bàn thị xã Phú Mỹ, trong khi hệ thống dây điện, dây cáp điện của các nhà mạng viễn thông và truyền hình vẫn chưa được xử lý gọn gàng, thì các bảng biển quảng cáo ngoài trời vẫn lắp đặt ngay phía dưới mạng nhện này. Có những bảng đã chạm vào dây điện hoặc có nguy cơ vướng vào lưới điện. Mấy cái công ty quảng cáo người ta làm, nhưng mà mình là bên cái điện lực đó, là ta cấm là không cho. À, là mới đúng, còn ở đây là ai làm gì làm. Dân ở đây cũng có ý thức, là vấn đề không được làm bảng quảng cáo nằm ở trên ngay thì trên nhà cáo mà gần bằng đường trung thể thì người ta đủ ý thức rồi. Nhưng còn cái là sao? Cái đường dây điện trung thể nó nằm sát quá, cho nên đã có nhiều vụ xảy ra rồi. Cũng trên tuyến quốc lộ 51 đi qua địa bàn thành phố Bà Rịa, hàng loạt biển bảng quảng cáo ngoài trời trong tình trạng tương tự, dây điện, cáp viễn thông hòa chung với các loại biển bảng quảng cáo. Những bảng quảng cáo bong chóc chỉ còn khung sắt rỉ sét nằm chênh vênh trên nóc nhà tôn thế này. Những bó dây điện, bó cáp viễn thông gác qua dễ dàng nhận diện nguy cơ cao rò rỉ điện, chập cháy nổ. Một cái số hộ giống như là nằm dưới đường dây điện thì cái nó thấp quá thì bắt buộc người ta cũng phải để cái bảng quảng cáo, nhưng mà ta lắp đặt ở trên đây á, thì có một cái số dây cáp là hình như là không có hoạt động nữa, nó cũng bị đứt rất là nhiều và cũng có một số lần nó đã bị cháy do là bị chập điện hay gì ảnh hưởng bị cháy. Khu vực trung tâm huyện Long Điền cũng có rất nhiều biển quảng cáo ngoài trời nằm sát đường dây điện, lại lắp đặt có vẻ tạm bợ, nguy cơ ngã đổ rất cao. Nhận diện thực trạng, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền về chú trọng an toàn khi lắp đặt biển quảng cáo, nhưng thực tế rất khó để kiểm soát, quản lý biển quảng cáo ngoài trời trên địa bàn. Để là nâng cao cái ý thức, không có để là chập chạm rồi với lại những cái quả biển quảng cáo, rồi đó là cố gắng để mà giảm bớt cái tỷ lệ chập chạm. Rồi những cái cuộc họp của tổ dân cư thì chúng tôi cũng đều có tuyên truyền cho người dân. Quảng cáo ngoài trời là nhu cầu chính đáng, hợp pháp. Tuy nhiên, quảng cáo như thế nào có lợi cho doanh nghiệp cũng tạo mỹ quan an toàn cho khu vực đặt biển quảng cáo cần được chú trọng hơn, cần có chế tài nhất định để phòng tránh hậu quả. Trước việc bụi đỏ sân bay Long Thành phát tán ảnh hưởng đến cuộc sống của dân cư xung quanh, vào ngày hôm nay mùng 1 tháng 4, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn chỉ đạo tại buổi kiểm tra tiến độ dự án xây dựng sân bay Long Thành. Theo đó, thời gian tới, nhà thầu thi công sẽ có biện pháp giảm thiểu tối đa bụi đỏ sân bay Long Thành phát sinh ra khu dân cư. Báo cáo với đoàn công tác, đại diện Ban Quản lý Dự án Sân bay Long Thành cho biết, thời gian qua thời tiết khô ráo, các nhà thầu đang gấp rút thi công nhằm rút ngắn thời gian từ 36 tháng so với tiến độ ban đầu xuống còn 18 tháng. Hơn 2.000 đầu máy xe cộ được huy động để đẩy nhanh tiến độ. Về nguyên nhân phát sinh bụi đỏ, đại diện nhà thầu cho hay, sau khi đào bóc toàn bộ lớp đất hữu cơ bề mặt trên diện tích hơn 2.500 hectare để lộ phần đất không được che phủ bởi thực vật, khi gặp gió mạnh, lốc xoáy, cuốn bụi đất lên cao, phát tán ra xung quanh gây ảnh hưởng tới người dân. Về giải pháp, các nhà thầu đã tăng cường đầu xe tưới nước từ 40 chiếc lên 60 chiếc, tưới nước liên tục vào buổi trưa và buổi chiều để hạn chế bụi đỏ. Mặt khác, nhà thầu bố trí lại phương án thi công, tập trung nhiều mũi san nền ở trung tâm nhà ga, nằm cách xa khu dân cư nhằm hạn chế bụi bay ra ngoài.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa đề xuất quy định diện tích nhà ở tối thiểu khi đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp tại Hà Nội đối với khu vực ngoại thành là 8m² một người, gồm 18 huyện, thị xã, đối với khu vực nội thành là 15m² một người, gồm 12 quận. Trong đó, diện tích nhà ở tối thiểu được tính theo mét vuông sàn nhà cho một người thuê, mượn, ở nhờ. Trong bối cảnh kinh tế xã hội hiện tại, nếu quy định mới này được thông qua, rất nhiều người trẻ, lao động ngoại tỉnh sẽ không đáp ứng được yêu cầu này. Chưa vui mừng bỏ sổ hộ khẩu được bao lâu thì người dân lại phải đối mặt với khó khăn mới, ghi nhận của VTC14. Rời xa làng quê, lên Hà Nội trông cháu cho con. Những ngày đầu đỡ bé Bảo Hoa quả là một cực hình. Đang quen chân quen tay với ruộng vườn, giờ thời gian chính quanh quẩn là trong căn phòng trọ 30 mét vuông này. Thương con thương cháu, bà chấp nhận tất cả, miễn cho con yên tâm công tác, cháu có điều kiện học hành. Tuy nhiên, những ngày gần đây bà Hoa tỏ ra lo lắng khi nghe tin Hà Nội đề xuất diện tích thuê nhà tối thiểu trên đầu người phải 15 mét vuông mới được đăng ký thường trú tại Hà Nội. Trong khi chỉ còn mấy tháng nữa là đứa cháu ngoại phải chuẩn bị vào lớp 1. Nếu nói về điều kiện và theo cái thông tư mới bây giờ thì chắc là mẹ cháu không đủ điều kiện để thuê nhà thế này để làm. Đấy, mà nói chung là tôi nghĩ là những người khác cũng vậy thôi. Vì với cái thu nhập đồng lương của các em nơi trên này mới lên đất Hà Thành này thì cũng chưa được bao nhiêu cả. Thế mà kể cả chi phí điện nước ở đây rồi nói chung sinh hoạt ở đây cũng rất là tốn kém. Quy định 15 mét vuông trên một đầu người thì cũng hơi là gây khó khăn cho một số những cái người mà thu nhập thấp ấy ạ. Cần thuê những cái phòng trọ nó diện tích nó nhỏ hơn một chút để tiết kiệm tiền, để trang trải chi phí, rất nhiều chi phí cho Hà Nội. Hà Nội cũng là một cái thành phố mà có chi phí sống rất là đắt đỏ. Mục tiêu của Hà Nội xây dựng dự thảo này nhằm cụ thể hóa quy định của luật cư trú 2020, tạo cơ sở pháp lý để quản lý cư trú phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện tại, mức thu nhập của người dân, đặc biệt những người trẻ mới ra trường, lao động phổ thông vẫn còn thấp, thì quy định này chắc chắn sẽ gây ra nhiều khó khăn. Thật là một người trẻ, thì em cũng chỉ là sinh viên mới ra trường thôi, em cũng mới đi làm được khoảng 2 năm nay. Thì em cảm thấy là nếu như cái quy định ấy nó áp dụng cho tất cả mọi người đều giống như nhau ấy, thì nó cũng hơi khó thật, bởi vì bản thân những cái người trẻ mà mới đi làm thì mức thu nhập của người ta cũng không được cao cho lắm, nhất là những cái người mà ở tỉnh lẻ lên ấy. Dự thảo đó có được khả thi hay không cũng phải cần xem xét hoàn cảnh người dân. Rất nhiều người dân họ mong muốn tìm được chỗ ở là nó ổn định nhất và giá trị thuê nhà thấp nhất để họ có tiền tích lũy. Do đó thì Hà Nội cũng nên cân nhắc xem xét để làm sao hợp tình hợp lý, đảm bảo việc phát triển của thủ đô cũng như là đảm bảo cái vấn đề ổn định của người dân trong việc phát triển kinh tế của địa phương cũng như của cả nước. Có một loạt các cái quy định nó liên quan đến nơi ở mà cái thời bao cấp nó quá rồi, mình vẫn tiếp tục mình giữ lại thì có cái tính bất hợp lý của nó. Và nếu mà như vậy thì anh phải ra soát lại, anh bỏ hết đi, bởi vì quyền nghĩa vụ không phát sinh nữa, bởi vì anh sổ hóa để làm gì nếu mà anh cứ trở lại với cái mua thuở mà nó thủ công nó kiểu như vậy. Ở đây, đối tượng chịu ảnh hưởng tác động của chính sách là những người ngoại tỉnh đến Hà Nội vì cuộc sống mưu sinh, mưu cầu cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó là nhu cầu chính đáng. Đa số họ sẽ không kham nổi, dẫn đến rào cản các thủ tục, mà nổi cộm là đăng ký cho con vào trường công lập. Trước khi ban hành, Hà Nội cần những nghiên cứu mang tính khoa học, thuyết phục cho yêu cầu tối thiểu 15 mét vuông, hoặc phải có lộ trình để không gây xáo trộn, mất ổn định xã hội.